Alo, mình xin thân chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì ngày hôm nay mình đi siêu thị Tứ Sơn, mình quay clip lại giới thiệu với anh em ha. Thì chủ yếu là mình đi vào đây để mình mua review một số món đồ điện tử à. Đó. Đây là cái con đường đi qua siêu thị Tứ Sơn nè. Đây là siêu thị Tứ Sơn nha. Đấy, vô tới cửa rồi ha. Hân hoan chào đón quý khách nha. Đây có này cái gì đây? Mấy trò chơi. Bây giờ siêu thị Tứ Sơn có mấy trò chơi nữa nha anh em. Thì mình thì không có chơi mấy cái này. Tôi là bác sĩ Phạm Thị Thảo Nguyên, thì tôi đang học lớp của viện Skin chuyên khoa nội tiết. Vô siêu thị Tứ Sơn thì mình đi thẳng vô cái khu điện tử nha. Đây là các anh em thông cảm cho mình nha, lúc này là vô siêu thị nó ca nhạc vậy chứ ông ở trên dính bản quyền cho nên mình không có bật cái tiếng được, mình về nhà mình lồng tiếng nha anh em. Thì mình chủ yếu mình đi vào là mình quay các cái món đồ điện tử thôi, cho nên là những cái sản phẩm mà đồ gia dụng này thì mình không có quay, nhưng mà mình cũng đi ngang rồi mình cũng lia cái máy cho mọi người xem nha. Chứ chủ yếu là mình đi vào mình quay các món đồ điện tử nha quý vị ơi. Thì anh em nào mà muốn mình quay siêu thị Tứ Sơn cụ thể thì anh em cứ comment bình luận bên dưới. Còn mình xin nhắc lại là mình chỉ là quay các cái món đồ điện tử thôi nha. Ồ, ở đây nó bán quá trời luôn nè, mì gì nè, hủ tiếu gì tùm lum tùm la, mua về ăn giọng vô là ngon cái miệng luôn á. Rồi. Anh em thấy không? Ở đây là mì là bao la luôn, không sợ đói luôn á. Ăn là đã dần đời luôn á. Rồi. Thì nó cũng tới rồi nè anh em, đây là cái các cái tấm ván trượt nè. Thì bắt đầu mình sẽ quay từ đây nha. Cái tấm ván trượt này dành cho những người mà biết trượt chứ mình trượt chắc chết luôn quá. Đây, giá 170.000 nha, mua về trượt chơi, dập mặt đồ chơi. Đây. Đây là cái cặp bao tay đánh bốc. Mua về thằng nào mà mình không ưa đó mình giọng vô cái bản mặt đó. Đó. Cái này giá nó nhiêu ta? Như là nhiêu ta? 190.000. Đây một đống luôn nè, còn này là côn nè. Thằng nào muốn anh em nào muốn làm Lý Tiểu Long vô đây. Giá nhiều lắm, 150 nè, cái này là 100 nhiêu? 130, còn cái này 90 nè, bằng cây thì 90. Đó. Ngon lành nha anh em nào muốn làm Lý Tiểu Long vô đây nha. Rồi ở đây có bán băng keo, có bán gì tùa lưa hết nè. Cứ thoải mái. Trên này cũng là găng tay đánh bốc. Rồi các bánh xe dày trượt ba tin. Mấy cái này thì mình không có thích nhưng mà mình cũng quay cho anh em xem. Mình thì đam mê thể thao nhưng mà mấy cái môn này chơi có ngày chắc dập mặt sức mỏ cho nên mình không có thích. Màu hồng nữa chứ. Trời ơi, đầy đủ hết đây. Còn ở dưới này là các cái cục tạ. Ở trên này là gì ta? Ở trên này là mấy cái gì đây nè. Để dành mình chơi đá bóng, mình để rào trắng đá bóng nha. 10.000 cái này rẻ ta. Lúc cần thì không có, bây giờ đã bán trong này nhóc hết trơn nè. Rồi đây là các cái cục tạ nha. Tạ gì mà nhỏ nhỏ xin. Ơ trời, nó nặng trời. Cái này nó nặng dữ lắm anh em ơi. Giá 650.000 ông nội ơi, cái cục tạ mà lớn mà giá gì mà mắc giữa thằng ông vậy. Còn này nhẹ hơn nè. Ơi cục tạ gì đâu mà nó chút xíu mà nó nặng ông nội ơi. Rồi đây cũng vậy nè, các cục tạ tập cơ tay lực sĩ nè.
Rồi đi vòng qua bên đây là các cái găng tay nha. Rồi tiếp theo thế đây, đây là các cái món đồ điện gia dụng nè, đồng hồ nè. Đó, đồng hồ trà văn bá luôn nè, đồng hồ này không có cái mặt kiến luôn, giá 200 mấy chục ngàn. Cái đồng hồ gì chạy tào lao rồi, giờ này chưa đúng giờ nghe anh em, chạy hút giờ. Đồng hồ này chạy nhanh, đồng hồ này chắc nó ăn nhiều để chạy nhanh. Trên này chạy thì nó hụt giờ thì ăn yếu. 450 ngàn. Đồng hồ 450 ngàn. Đồng hồ này cũng to nha. Một găng tay của mình chắc hai găng tay bề, cái chiều cao nó khoảng đó là 4-5 tấc á. Nhiều mẫu đồng hồ nè. Đây đồng hồ trà văn bá luôn nè. Hồ trên này này treo về, treo vô nhà là thấy sang trọng liền, nhà mình thành nhà tỷ phú liền. 600-700 ngàn một cái đồng hồ nha. Còn ở đây là cái đồng hồ dạng niên nha, ghim điện vô mới xài được, không ghim điện vô thì chỉ dòm hình con ngựa với con cá thôi nha. Anh em mà ghim điện vô mới được. Wow. Tới cái chỗ mà cái này là ba cái quà tặng gì nè. Hình con mèo, con thỏ nó nhìn mắc ói. Ở dưới là các hình của những thiên thần sinh ra trong kinh, ta gọi là thần kinh. Đấy. Mấy hình này cũng đẹp, nói chứ cũng đẹp anh em. Wow, bên đây những cái đồng hồ này đẹp hơn nè. Đồng hồ này thấy ngon lành hơn nè anh em. Giá thì nó cũng 200-300 ngàn cái à. Đó. Cũng tương đối là rẻ. Mua về treo lên rồi ok lắm nha. Hồ này cái mặt nó cũng bự, bự hơn cái mặt mình nữa. Khúc này thì trống chưa có gì. Bên đây cũng là đồng hồ nhưng mà có nhiều kiểu dáng khác nhau. Vừa có đồng hồ kim mà vừa có đồng hồ số luôn. Chơi kết hợp đông tây gồ mấu sành luôn. Đây là đồng hồ báo thức nha. Giá gì đâu mà nó chát, chua chát dữ thằng ôn vậy. Cái đồng hồ báo thức giá 100 mấy 200 ngàn. Anh em thấy nè, 140 ngàn. Cái đồng hồ màu trắng. Cái đồng hồ bên trong này thì nó đẹp hơn. Giá nó là 195 ngàn. Gần 200 ngàn một cái. Rồi, hết cái cửa hàng đồng hồ sang cửa hàng lo Bluetooth nha anh em. Kết nối không dây. Wow, mấy cái lo này đẹp, công nhận nhìn đẹp thiệt anh em ơi. Ồ, cái này quá đẹp luôn. Còn giá làm sao để coi coi. 530 ngàn. Nhìn thì nó đẹp đó nhưng mà giá thì không có được đẹp nha anh em. Lo nhỏ gọn, hát thì không biết làm sao. Cái lúc này thì ở lò nó hát dậy trời ôm hết trơn, mình hát cái lo bự á, cho nên nó là dính bản quyền. Nhạc á là ốc xây la bùm gì vậy trời ôm hết trơn á, cho nên mình không có quay được cái khúc này. Còn mấy cái lo này nó vừa là lo mà nó có cái micro nhỏ xíu xinh xinh nè anh em. Giá 1 triệu mấy. Cái này thì 900 ngàn có cặp lo mini luôn. Có cặp mid mini chứ lộn. Bên này cũng vậy nè, có cặp mid luôn nè. Ồ, rất là nhiều lo bluetooth luôn, hình thù đồ nhóc hết trơn. Ồ, mấy cái này nó mắc dữ từ. Anh em có giá là 1 triệu tư. Nhiều cái lo bluetooth quá, nhìn mê thiệt. Nhưng mà làm YouTube chưa có tiền lấy gì mua. Đó, đây được cái lo nữa nè. Cái lo này nhìn nó dị hợm ta. Cái lo gì mà hai cái micro để xấu, đê tiện chứ. Đây cũng vậy nè, sao ngộ người ta. Nè, cái này đẹp nè. Rồi, dài dài qua đây cũng lo bluetooth. Nhưng mà mỗi cái đó là nó càng ngày nó càng to ra. Và tiền của nó là càng ngày càng tăng. Anh thấy anh em thấy chưa, 4 triệu 9. Cái hiệu là AZ Pro, từ A tới Z Pro luôn. Ok thiệt. Cũng là 4 triệu rưỡi. Mua cái lo này về khỏi ăn cơm luôn, tối ngày cứ ca hoài luôn, no. Cũng là AZ Pro nữa, nhưng mà nó có nhiều cái phiên bản khác nhau nha. Rồi chúng ta sang cái gian hàng tiếp theo nha. Cái gian hàng này là cái gian hàng cũng là lo bluetooth nữa. Thì nó tiếp tục cái bên kia lo bluetooth và có hình dạng nha, nhìn anh em thấy nè. Cái hình con gì mà mắc ối luôn, cà hoàng cà quện, chắc mình không thích cái này. Đó, nhóc hết. Lo bluetooth nhiều kiểu ghê luôn. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mê. Không biết em nhỏ nó có mê không, chứ mình thì mình mê đó là gần chết luôn mà không có tiền mua. Rồi qua gian hàng bên đây đó là ba cái đèn treo, đoạn mà ngủ ban đêm đó là không có thấy đường, cho nên treo cái đèn này lên mình cũng không có thấy đường luôn. Bởi vì mình ngủ mình có nhắm mắt chứ có mở mắt đâu mà thấy đường. Đèn này thì nó cũng giá nó cũng ổn định, 100 mấy chục ngàn cái à. Không có mắc lắm. Thì đây là có
rất nhiều loại đèn ngủ nha, mình chỉ quay sơ qua thôi. Rồi bên đây là ba cái đồ điện của mình nè, điện quang, ổ cắm điện quang nha, có dây luôn, 75.000. Cái này thì mắc hơn nha, cái này là của thằng gì đó coi, không có tên tuổi luôn, tàu khựa. Này thì giá nó điện quang nè, giá 100.000 cổ điện này nè, nhiều cổ điện ghê. Ô cái này cái gì lạ lạ ta, cái này là cái nhợ dây để mà mình treo bóng đèn á, treo trang trí á. Giá của nó là 30.000 một nhợ dây nha, chỉ nhợ dây với cái đuôi đèn thôi, đuôi đèn màu nha, có nhiều loại màu lắm. Anh em mua về anh em gắn treo vô phòng ngủ của mình á, ban đêm là mình đi coi như là mình đi trong cái là cái ấy luôn. Rồi đây là đuôi đèn này cũng đẹp nữa nè, cái ổ ghim này đẹp nè anh em, gạn đông nha, đồ gạn đông nó mắc trời ơi luôn á, 180.000. Đồ gạn đông cái gì nó cũng mắc hết trơn á, mua riết thành gạn tây luôn. Ở đây chủ yếu là đồ điện quang với gạn đông nè anh em, những cái mà sản phẩm mà có thương hiệu quốc tế. Cái đèn này đèn gì ngộ người ta, cái đèn này giá 105.000 cái ông nội ơi. Cái đèn này mua về chắc ấy không, để mình mở cái đèn này ra coi coi cái này cái gì bên trong mà nó mắc chứ vậy. Ủa cái đèn này đèn gì ngộ trời. Anh em ơi đợi chút xíu, mình thấy cái đèn này lạ lắm nha. Đèn này lạ ghê á. Đợi mình chút nha, mình lấy ra để thôi mấy nhân viên thấy mình lại đập mình á. Ở đó cái đèn này ngộ nè, cái đèn cái bóng này sao kỳ. Đâu phải thủy tinh đâu mà sao cái bóng nó nhìn lạ vậy. Thôi để vô đi để thôi, người ta nói mình nữa là ăn trộm cắp nữa. Để vô anh em ơi. Đóng đèn này cũng gì ngộ, anh em biết đèn này gì đâu comment bên dưới giúp mình nha. Rồi dài bên đây tất cả các bóng đèn này chắc bóng đèn vũ trường quá, mình mua về mình gắn vô nhà mình nhảy giống như vũ nữ luôn. Đây còn dài đây là cái bóng đèn gạn đông nè, nhưng mà sao mà không thấy để giá gì trơn trời tại. Trời ơi, nó dán tấm giấy vô không thấy giá, cái này chắc cho mình hay gì á, lát mình ra mình xin mấy thằng nó coi, chắc này cho mình đó anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu vô đi xin nha, cho mình nha. Nó cho mình một giọng vũ mỏ. Đây là một đống bóng đèn gạn đông luôn nè, dòm lại một lượt bóng đèn nè. Có bóng đèn xanh, bóng đèn đỏ giá 20.000 cái. Bóng đèn này là mình treo bàn thông thiên hoặc là mình treo ở trên trang Phật á. Đằng Phật độ mình đó là thông minh, ăn nhiều, chống lớn. Bóng đèn là màu. Rồi, nhìn lại lượt nữa là đây là các cái bóng đèn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển qua cái khác nha anh em. Đèn này có nhiều loại quá hết ta. Bóng đèn gạn đông có cái quay sách gì nữa nè, mình quay lại chút xíu, 80W. Bóng đèn này chắc mắc à, không để giá để gì hết trơn. Đây là vợt đập mũi nha, đập gùi cũng được nữa, có để đập mũi nhưng mà mình về mình đập gùi cũng được nữa, mình có đập vô đầu là được, đập vô đầu banh luôn á. Rồi bên đây là các cái đèn led. Rồi cái đèn led này nhìn nó đẹp quá, mà cái giá của nó nè, trời ơi, 1.350.000, mua về là treo lên là sáng tới trong tủ mình luôn á, tủ đựng tiền á, tiền mình đâu có tiền nữa đâu mà đựng. Đèn nó mắc thấy ghê, thì cái nào nó 1.000.000 không, ở trên mạng nó bán 500-600.000 còn chê mắc. Còn đây trời ơi nó bán nè, còn đây là quạt sử dụng điện. Quạt sử dụng điện có nghĩa là chúng ta ghim điện vô ổ điện nó mới xài được, chứ không có tích điện, xài điện 220, có cái núm dặn đó nè anh em. Hình cái quạt thì hình con cá, con này con kia nhìn nó cũng bắt mắt đó, đẹp, nhưng mà giá thì nó cũng chua chát nha. Xài điện 220, cái này chỉ được có cái đẹp thôi, nhưng mà biết mát hay là không tại mình có xài đâu biết. Hình con cá, cái mỏ con cá hay gan mỏ mình. Xanh đỏ cho em nhỏ nó mê. Ở dưới này là cũng tiếp tục là đèn năng lượng. Mình vô đây là mình vô siêu thị là chủ yếu là mình phái vô cái chỗ mà người ta bán đồ điện tử. Đó, có nhiều kiểu đèn led, nhưng mà đây mình nói ha, cái đèn led này cực kỳ đẹp nha, nhìn vô là đẹp bắt mắt lắm, chứ không phải là đèn mình mua trên mạng về mà thấy cái sản xuất của nó tại đâu. Cái này đẹp lắm à, cái như rẻ gì cũng là 500-700.000 á, chứ không có gọi là rẻ tại đâu. Đó, bên đây là ba cái quạt nữa nè, quạt này là quạt tích điện nè, hình dạng tháp Eiffel của Pháp, màu hồng nam tính nè. Cái quạt này không biết nhiêu tiền nữa, để mình coi đâu giá đâu rồi. Đây, 110.000 nha, 110.000 cho cây quạt hình tháp Eiffel nam tính. Còn đây là cây quạt hình cây xương rồng, nhỏ xíu, nhìn mắt ói, giá mấy chục ngàn, cả trăm ngàn, ai đâu mà mua, để đó trưng bày chứ ai đâu mà mua, bấm không thấy lên luôn, không sạc pin luôn.
Rồi cái này là cái gì nữa trời? Cái quạt hình dưa hấu hả? Cái này mà bán đem về mấy đứa nhỏ không biết cái nhà lấy cạp ăn mất công mang quan quạ nữa. Trời ơi, còn cái quạt này, cái quạt hình bình xịt. Thầy ơi, bóp xịt xịt nước ra. Hài thiệt chứ. Mấy chục ngàn. Cái này cho suy nghĩ lại nha. Chứ bán không có mua đó, cho cần phải suy nghĩ lại có nên mua hay là không. Quạt hình con thỏ. Mà mấy cái này là mình thử không có được nha anh em. Cái này người ta không có đó là không có là sạc điện cho nên là mình thử không có được. Đây thì hàng sắp về, chưa có đồ để vô. Rồi chuẩn bị chúng ta đi qua cái mấy cái gian hàng khác nha anh em. Tại ra chỗ này nó bán bầu. Bầu vàng. Trên này là đèn tích điện nè. Đèn tích điện này giá nhiêu vậy? Đây thì mấy quả bầu. Đây cũng là loại đèn tích điện nữa. Rồi đây là đèn bàn nha anh em. Đèn để dành học á. Đèn này cài xài cảm ứng đó. Đèn nhìn cũng đẹp quá ta. Rất là đẹp luôn á. Đây là hai nút này, nút cảm ứng nè. Nút này mở, nút tắt nè. Giá của nó thì 200 ngàn một cái. Dài dài qua đây nè. Có rất là nhiều kiểu đèn nha. Theo mình cảm nhận là đèn này rất là đẹp luôn. Đều xài cảm ứng hết. Cái này không có cho mình thử. Giá cũng 240 ngàn một cái nha anh em. Nó dao động từ 200 mấy chục ngàn. Thì mình cảm nhận là rất là đẹp luôn. 400 mấy nữa tàn ơi là tàn. Cái đèn gì đâu mà nó mắc dữ vậy. Mua cái đèn bàn không là khỏi ăn luôn. Ồ, bên dưới này có mấy cái đèn này đẹp quá ta. Kết hợp có đồng hồ luôn nè. Mà nó cũng có 250 ngàn à. Nhưng mà đèn trên này nó cũng đẹp nữa. Nói chung là cái nào nó cũng đẹp hết trơn. Dài dài qua bên đây thì cũng có nhiều cái kiểu nữa nè. Kiểu này đơn giản hơn nè. Rồi ở dưới này là ba cái đèn pin nha. Đèn pin sáng nè. Đó, cái này mình thử được. Đó, chớp chớp luôn. Chơi ghê chưa? Đó, gọi nè. Anh em thấy nó cũng sáng nha. 420 ngàn cho một cái đèn pin. Đèn này to nha anh em, nhưng mà thấy nó nhẹ quá. Không có nặng. Đâu mình coi thử cái đèn bên này coi. Đèn bên này thì giá nó rẻ hơn nè. 200 mấy chục ngàn nè. Con này thì 300 mấy chục ngàn. Cái độ sáng thì nó cũng như đèn hồi nãy, nhưng mà cái đèn này thì mình thấy nó nặng hơn một chút xíu nha. Đây ba cái đèn pin dài dân sọc nè. Đèn pin này là cái độ sáng nó cũng bình thường thôi, nó dài đó. Ở đây nói chung là được có một cái là hàng hóa nó nhiều cái mẫu mã, nhiều cái kiểu. Ở phía trước này là đèn đội đầu nha. Cái đèn này sáng kinh hồn lắm. Đèn này mình biết là nó sáng dữ lắm luôn á. Để mình bấm thử rồi, đó thấy chưa, chớp chớp nữa. Có nhiều cái chế độ lắm chứ không phải nó hỏng đâu. Đèn quá nhiều đèn luôn. Đây tiếp tục lại là những cái quạt nữa nha. Trên này là đèn pha. Cái nào cũng mắc trơn, rẻ gì là 350 ngàn một cái đó. Cái đèn pha, mấy cái đèn mà led đó. Rồi tiếp theo là ở bên đây là các cái nồi cơm điện, máy xay sinh tố nữa nè. Rồi các cái là ấm đun siêu tốc. Giá 420, 600, 1 triệu cũng có, 800 cũng có. Rất là nhiều giá, rất là nhiều kiểu dáng luôn. 200 ngàn cũng có nữa nha anh em. Mình sẽ lưu qua sơ cho anh em. Đây là các cái là cái ấm là nấu thuốc nam á. Rồi bên đây là gian hàng bếp ga nha. Từ cái bếp ga 5 triệu bạc. Ông cứu nội ơi, bán cái gì đâu mà mắc dữ thằng ông. Bếp ga 5 triệu, 5 triệu 2 luôn. Bếp ga đến từ Gali. Đến từ đâu giờ cũng vậy hết trơn á. Đây là cái gì ạ? Lò nướng. Lò nướng. Đây là cái con robot 450 ngàn. Robot hút bụi loại 1. Trời ơi, robot gì mà nó rẻ không giống như soi gì. Xài có được không mấy má. Bấm sao mà không thấy nó lên. Chỗ này chắc cái chỗ không biết làm gì. Mở ra coi chơi. Bấm kịch kịch luôn. Không thấy lên luôn. Chập phía dưới coi thử rồi cái gì. Đó, có cái công tắc màu đỏ kìa. Rồi thọt cái tay xuống bấm thử ra coi. Rồi bấm lên coi. Đó, sáng sáng rồi anh em. Con robot hút bụi nha.
Trời ơi, robot hút bụi mà cái giá 450 ngàn. Con robot này chắc robot xịn rồi. Thôi, để lại đi. Lỡ rớt xuống cái báo nữa. Rồi, ở trên là khuôn bánh kẹp. Giá 500 ngàn, 400 mấy gần 500 ngàn cái khuôn bánh kẹp. Đổ biết bao giờ. Rồi cái ca chân nước yến, chân yến uống á. Khuôn bánh kẹp. Đây là các cái bàn ủi rồi nha. Rồi, tới bên đây là ba cái hàng điện gia dụng rồi, hết cái đồ điện tử mình thích rồi nha Nam. Rồi mình cũng leo qua cái nữa rồi mình xin tạm dừng video ở đây nha. Nếu như anh em cảm thấy mà hay thì nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nha. Và nếu như anh em mà muốn mình quay tiếp cái nơi nào ở An Giang á, siêu thị hay là điện máy xanh gì đó, thì anh em cứ comment bên dưới nha. Siêu thị này nó bán hầu như là cái giống gì cũng có hết trơn á. Từ cái gì cũng có, hầu như là cũng có. Chỉ có máy bay là không có bán thôi à ha. Rồi, xin thân chào và hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo. Bye bye.